tớ xử trước nhé bạn. Cái này trông chất thật đấy. Nhìn như nhiều lớp màu chồng lên nhau vậy. Không biết vị của nó có ngon không nhỉ? Thách mình ăn cái này sao? Mình chả bao giờ từ chối thách thức nào đâu nhé. Sắn một miếng nào, tớ muốn sắn tới tận màu tím cả. Thế thì sẽ thử được tất cả các màu luôn. Nhìn như cầu vồng trên một cái thìa vậy. Wow, một thìa cầu vồng ngon lành cành đào luôn đó nha. Ngon muốn xỉu ngang xỉu dọc. Ăn xong thấy phê như con tê tê luôn. Thế của tớ là gì đây? Các viên bi nhỏ hay gì vậy trời? Xem nào, xem nào. Chính là cưng. Em sẽ ăn màu vàng trước nhé cả nhà yêu. Xem hương vị của nó như nào nào. Joey ơi, cậu vẫn ổn ở phương xa chứ ha? Cái này còn hơn cả tớ nghĩ đấy. Nó còn lớn hơn đầu của cậu nữa. Chất như nước cất luôn. Ừ thì nước cất. Anh chị đi ngang cho em xin khăn tay nhé. Vì em sắp thử thêm quả khác đây. Lần này là màu hồng. Ừ, cái này còn tuyệt hơn cái lúc nãy nữa. Joey, cậu phải chọc vỡ quả bong bóng thôi trước khi nó lớn hơn nữa. Hình như tớ đang gặp nguy hiểm hả? Sẵn sàng chưa? Mị là bậc thầy bong bóng đây. Mấy cứ nghĩ lần này quả bóng sẽ to đến mức nào đây? Được rồi, phải tập trung tinh thần. Hàm của tớ thấy mỏi gì đó. Trời Phật ơi, nó càng ngày càng lớn kìa trời. Sắp bể bóng rồi bà con ơi. Làm gì có chuyện, tớ phải đi thử cái này mới được. Cậu đi đâu đấy? Wow, một vũ trụ hoàn toàn khác luôn nè. Gió đang tập trung vào người mị rồi nè. Không thể tin được là mình lại đang làm cái này. Tôi chính là chàng cao bồi cầu vồng đẳng cấp thế giới. Lên nào người ơi. Quá chuẩn, quẩy nhiệt nè bà con ơi. Ui chà, cú nhảy lúc này chất đấy Joey. Giờ thì mình có nhiều năng lượng hơn rồi. Wow, cái này đúng là đỉnh cao mà. Cái gì đây ta? Tràn đầy bánh kẹo rọn rã trước mắt mị. Ui, mình không muốn rời khỏi nơi này đâu. Coi chừng cái đó kìa. Lại thấy đói nữa rồi. Cơ mà kiểu cung cấp bánh ngay trước mắt như này đúng là tuyệt. Không. Hả? Bãi kẹo tè le màu này là gì đây? Joey ơi, có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Tớ vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó đâu. Cơ mà tớ sẽ không bao giờ ăn kẹo cao su nữa. Sẵn sàng chưa? Ai mà chả thích kem vani chứ? À thì còn tùy vào topping nữa. Sô-cô-la Hershey là một lựa chọn thông thường. Mình uống cả chai còn được nữa hả? Ok là dưới lên rồi đây. Còn sự kết hợp nào xuất sắc hơn cái này chứ? Ngon quá chứ lị. Có mất gì đâu mà không say. Kẹo dẻo marshmallow. Nhìn nó ngon mắt trên này bà con ơi. Cho nó vào đây nào. Úi cha. Quay thêm một vòng nữa nào. Định mệnh gọi tên em. Kẹo cốm. Nhiều quá, giá là nhiều luôn. Trông như các hạt ngọc ấy nhở. Nhẹ nhàng rắc một nhúm thôi nào. Wow. Thế này thì mới gọi là hoàn hảo chứ. Xem chị đây. Xoay nào. Tương ớt hả? Cái này không làm chảy kem đấy chứ. Mình không muốn món này đâu. Đúng là xui như con ruồi vậy. Vị chắc là tào lao lắm đây. Nhìn thấy ghê thật chứ. Chết nhớ. Thật may là mình không phải ăn cái đó. Mình lại phải quay nữa sao? Thôi thì liều vậy. Làm ơn là đồ ngọt đi mà. Không, thêm vị cay nữa á. Thử thách này sinh ra để làm khó mình mà. Đúng là lãng phí cả ly kem ngon lành. Thôi thì em rắc một tí vào thôi nhé. Nhưng thật không may, chỉ một chút nhưng vị cay lại ảnh hưởng lớn đến ly kem à. Cái này còn có thể nào tệ hơn được không? Mình sợ phải quay cái quỷ này rồi đó. Thật sao? Cái này mà là topping gì trời? Mẹ mà thấy mình ăn rau chắc vui lắm. Vào đi các vị. Mình còn chả thích cà rốt nữa cơ. Nhìn thấy muốn oẹ ra hết thật chứ.
mong là mình không ói hết cả lòng mề ra. Mà món của Nick nhìn ngon lành thế chứ lại. Đi kìa. Hình như bóng đèn hơi mất tiêu rồi. Nhanh tay nào bà con ơi. Chúc ăn ngon nhá nhít. Vừa kịp lúc luôn nhỉ. Giỏi thế cưng ơi. Đàn ông đích thực mà lại. Thế thì ăn thôi nhé. Itadakimasu. Nhìn đi, bất ngờ lớn đang chờ đợi thằng bé đấy. Ngon chứ hả? Ủa khoan đã, mồm bốc hỏa rồi giời ơi. Mấy cái kẹo cốm này phải ngọt ngào mới đúng chứ. Mình không bao giờ ăn kem nữa đâu. Melanie ơi. Chắc tụi mình ăn hết cả 50 miếng gà rồi ấy. Bụng tớ hơi nôn nao rồi á. Cậu có nghe thấy gì không? Bụng tớ cũng trộn rộn hết cả lên rồi. Tụi mình chỉ có một phòng vệ sinh thôi. Và nó là của tớ. Vậy á hả? Đùa. Cái bọn chuối đó đâu ra vậy? Quay lại đây. Quá chậm rồi đồ cùi bắp. Không. Tớ cần toilet ngay lập tức Bella ơi. Tớ cũng muốn dùng toilet nữa. Chỉ một lúc thôi à? Tớ không chịu được lâu nữa đâu. Gặp Tào Tháo đúng là khổ thật đấy. Thôi, chẳng ăn tráng miệng nữa. Hay là ăn luôn nhỉ? Mứt sô-cô-la nè. Bà con biết món này trông cực giống cái gì không? Chuẩn rồi đó. Đây là nguyên liệu chính của chơi khăm này. Chắc chắn Bella sẽ tức điên lên cho xem. Đúng rồi đó. Đúng bẩn hoàn hảo. Xin lỗi cả nhà. Chỗ này thì phải vậy thôi. Giấu chứng cứ đi nào. Cái bụng tôi. Giải quyết xong. Đã thật sự. Giờ của cậu tất đây. Cậu ổn chứ Thomas? Ôi trời. Ew. Cậu bịnh ra quần rồi kìa Thomas. Đừng có sờ nữa đi. Tùm lùm ra người rồi kìa. Tởm quá trời đất ơi. Cậu thấy vậy à? Tớ muốn ói quá. Trời ơi. Trò này còn hay hơn mình tưởng đấy. Cuối cùng gà cũng đã lên chuồng. Đeo bịt mắt vào. Và giờ mình đã sẵn sàng tới xứ sở thần tiên. Hay. Âm thanh gì thế nhỉ? Kẻ nào dám đánh thức ta khỏi giấc ngủ vậy? Mình cá là David cho mà xem. Ouch. Đúng vậy, David đang tập thể dục đêm khuya. Lại là cậu ta và bài nhảy quen thuộc. Cậu ta học nó ở đâu vậy nhỉ? Lắc chân cũng điệu nhẹ đấy. Mệt hết cả người. Bổ sung năng lượng nào. Mình nên tập gì tiếp theo đây nhỉ? À, có rồi. Mình phải chấm dứt chuyện này. Hãy đợi đấy. Ê, bạn ơi. Có chuyện gì vậy? Cậu muốn nhảy ư? Yeah. Quẩy lên nào. Nhỏ volume lại, được chứ? À, điệu nhảy vặn vòi hoa sen quen thuộc. Dừng lại đi, làm ơn. Chả ích gì. Làm một ngụm không? Gì chứ? Thực ra cái này có thể giải quyết mọi chuyện đấy. Chắc rồi, tớ sẽ uống một ít. Cậu muốn thức cả đêm chứ gì? Chỉ khi cậu uống được nó thôi. Hóa ra là coca và nước tương là không thể phân biệt. Cho đến khi bạn uống nó, dĩ nhiên rồi. Xong rồi, mình đúng là thiên tài mà. Bắt đầu cuộc chơi thôi. Chà, bài này sung ghê. Biểu diễn thôi. Và mánh này sẽ là tâm điểm. Chuẩn, không cần chỉnh. Đã xong, chuồn thôi.
Được rồi, tiếp thêm năng lượng nào. Cái quái gì? Hình như Coca mặn không được ngon lắm. Nó bị gì vậy hả trời? Ao, cậu không thích nó à? Chà, mình phải đi ngủ thôi.